Rồi, ngồi xuống ghế. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi, bây giờ mời hai bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân của mình nha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Phạm Minh Dư, quê ở Ba Sơn Bình Định, sinh năm 1989. Hôm nay em đang làm cơ khí ở Đồng Nai. Ba mẹ là còn ở ngoài quê? Dạ, ba mẹ em còn ngoài quê. À, rồi. Tây Sơn Bình Định hả? Dạ. Biết cởi voi đi quyền gì không? Dạ. Ờ, cái đó của phụ nữ. Dạ. Biết võ gì không? Quên hết rồi chị. Quên hết rồi, à là có biết hả? Mình có thường hay về thăm quê không em? Dạ, Tết em về một lần. Tết về một lần? Dạ. Rồi, ok. Mời em gái. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Hồng Thấm. Em 25 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em đang ở Hồ Chí Minh, nhưng mà quê em là ở Bình Định, ở Tuy Phước. Ủa, hai bạn hỏi thăm nhau có ở gần nhau mà quê không, dù khi bà con à? Dạ, Tuy Phước xa hơn Bình Định, Tây Sơn nhiều. Chỗ em Tây Sơn xuống với Tuy Phước 50 cây số nữa. 50 cây số đi có một tiếng đồng hồ gì đâu mà xa hơn. Có hay về quê không em? Dạ có ạ, một năm em về 2-3 lần. Người ta gái người ta năm về 2-3 lần, mình trai bởi vậy không có hiếu không về thăm ba mẹ. Năm về có một lần. Tết năm nay hai bạn rủ nhau về chung được không? Dạ chắc được. Mình ghé thăm nhà bạn gái trước rồi mình về nhà mình sau, hợp lý không? Dạ, rất chi hợp lý. Rất chi hợp lý luôn. À, hiện tại mình làm việc trong này là mình ở đâu? Dạ, em ở quận 12. Rồi biết lên tới quận 12 là bao lâu không? Lâu. Lâu. Năm mươi mấy cây hả? Đó, năm mươi mấy cây. Hồi nãy ở quê ổng năm mấy cây mà ổng nói sao quá à. Ở đây năm mấy cây rồi giờ yêu nhau sao đây? Tuần em lên lần, hai lần. Xa quá mà đi tuần đi hai lần đi nổi không? Cách nói chị, cách nói chị. Yêu với lại tình yêu bây giờ sướng lắm, có công nghệ hỗ trợ mà đúng không? Ngày ngày nói chuyện rồi nhìn mặt nhau cũng đỡ nhớ. Tuần lên thăm lần hai lần được rồi, em có ngại yêu xa không? Dạ không chị, một tuần gặp một hai lần là được rồi. Gặp nhiều quá mau chán phải không? Dạ không, em không thích người yêu với mình gặp nhau nhiều quá. Sao vậy, gặp nhau mới hiểu nhau, mới nhanh chóng tìm hiểu rõ, mới tiến tới hôn nhân được chứ. Em không thích kiểu hơi dính nhau, em không thích. Nhưng mà em nghĩ trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu mình mới tính tới chuyện hôn nhân? Dạ em định năm sau cưới. Em thấy sao? Em thấy hợp lý. Nhưng mình đã sẵn sàng những cái gì cho hôn nhân chưa? Dạ cũng có chút rồi, cũng có đủ cho được đám cưới. Đủ đám cưới không? Dạ đủ ạ. Rồi hiện giờ ai giữ? Chị giữ hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em cảm thấy thật sự là em cảm thấy em rất là tự ti. Em không được xinh, rồi dáng không được cao, không biết hát, không nấu ăn giỏi, em cũng không biết đàn, em cũng không giỏi ngoại ngữ. Cho nên em cảm thấy em hơi tự ti về bản thân. Nhưng mà em rất là dễ tính, nói chung là bạn bè nói sao cũng được hết. Rồi em không có kiểu nhõng nhẽo hay mè nheo người yêu. Em cũng không có kiểu quản lý hay là thích dính lấy người yêu của mình. Em rất là dễ chịu nên người yêu rất là nó tự do thoải mái. Mặc dù em nấu ăn không giỏi nhưng mà em rất là thích nấu ăn cho người yêu mình hoặc là nấu ăn cho gia đình. Em thích làm bánh hay làm kem, làm sữa chua này nọ cho gia đình ăn. Thế là thay quá rồi, tự nhiên kể vô kể nguyên một loạt cái điểm yếu nghe hết hồn. Còn điểm mạnh gì nữa không? Em nghĩ là em biết quan tâm người khác. Chỉ cần, thật ra đàn bà đâu cần giỏi lắm đâu. Giỏi lắm là ế giống như chị Tường đó, không cần thiết. Đàn bà chỉ cần yêu thương chồng, chăm sóc chồng, ngọt ngào, dịu dàng là được rồi. Em có mấy cái đó không? Dạ em nghĩ em có. Đó, vậy là tuyệt vời rồi. Ta nói yểu điệu thục nữ, quân tử mới hiếu cầu. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em điểm mạnh thì rất thích chơi thể thao, cũng biết nấu ăn chút chút. Công việc với bạn bè, nhiệt tình, rất nhanh hòa đồng với người lớn rồi. Rồi, đó là điểm mạnh. Dạ. Điểm yếu, nóng tính. Dạ. Lúc nóng tính thì em sẽ làm gì? Thường thì ai sẽ làm em nóng tính? Cảm giác mình bỏ đi một lúc mình quay lại. Vậy thôi hả? Vậy thì cũng đâu có gì đâu. Trong công việc có lúc mình áp lực thì mình cũng phải lớn tiếng chút xíu. Vấn đề mình biết kiềm chế. Dạ em biết kiềm chế đó. Có kiềm chế không? Dạ có. Có cái nào nóng quá quýnh ai chưa? Dạ chưa. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Không có mối tình nào chính thức hết cả. Toàn là mới quen được thời gian là tự nhiên đi lấy chồng hết rồi. Trời sao ông mát tay dữ vậy? Quen ai thì người ta đi lấy chồng hết trơn luôn hả? Mấy bạn em nó nói em là thằng mát tay. Cô này cô muốn lấy chồng năm sau cô lấy đó, em quen giùm cổ rồi năm sau cô đi lấy chồng giùm nha. Được không? Lấy em được rồi. Lấy em được rồi. Em phải làm sao cho người ta cảm thấy là tình yêu nó chín mùi, đủ sự tự tin rồi, đủ sự cho ta yên tâm, ta nương tựa, người ta mới lấy em. Có tìm hiểu là lý do tại sao mà mình không quen ai được lâu không? Chắc là một phần em cũng nhát mà. Nhát quá. Rung em không nói gì hết. Nhưng mà những mối quan hệ đó nó thân mật đến mức độ nào rồi? Chưa. Nắm tay chưa? Dạ có. Hôn chưa?
Quên cảm giác đó chị. Quên cảm giác đó là sao? Không quen mà lâu quá rồi thì đi người ta lấy chồng mất cũng quên mất rồi. Trời đất ơi, là coi như lâu lắm rồi không có được hôn, giờ quên cảm giác hôn luôn. Dạ. Rồi biết hôn không? Biết. Mình có nhớ nụ hôn đầu của mình là từ lúc nào không? Mình quên rồi, lâu quá. Cái gì cũng quên hết trơn vậy trời. Mình thích nam hay nữ mình nhớ không? À, thích nữ chị. Ủa sao cái đó không quên? Phụ nữ giờ người ta không có thích đàn ông mà mày nhát quá đâu. Thời buổi công nghệ, nhịp sống rất là nhanh đó. Người ta nói là lấy vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Em chậm quá rồi người khác đi ngang quốc có tiêu còn đâu nữa. Đúng không? Chứ bây giờ người ta thương em, đầu tiên ta thích em đó, thấy em chân thành hiền lành đó, rồi người ta quen với em. Mà cứ em cứ sầu quần hoài, em không có vô gì trọng tâm hết trơn. Không tấn công, không tìm hiểu, không quan tâm, không nói chuyện. Cái anh khác anh vô, anh đến tới sau mà anh quốc cái đi mất tiêu rồi còn đâu nữa. Rồi còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là thời còn đi học cấp 3. Còn mối tình mới đây là chia tay cũng hơn 2 năm. Mối tình gần đây là vì người ta học chung lớp với em thời ở Sài Gòn này, xong rồi tại vì em thấy người ta rất là thương em, mà lúc đó em cũng không có thấy thương ai hết, nên là cái sự cảm động khiến là em đồng ý là người yêu của người đó. Xong nhưng mà khi mà chấp nhận lời yêu rồi thì em phát hiện đó là một quyết định sai lầm. Tại vì khi một khi đã không có tình cảm rồi mà yêu nhau, với lại ảnh rất là ghen, lúc nào cũng muốn kiểm soát hết, cho nên là em không thể chấp nhận được. Tinh thần trước mắt là thấy là tạm ổn. Dạ. Nha. Còn cái chuyện mà hồi nữa tính sao? Dạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn trai lớn tuổi hơn em. Rồi có hơn 5 tuổi được chưa? Dạ được. Rồi. Cao hơn em, cái tầm 1m7 trở lên thì được. Được. Này 1m7 không? Dạ, 1m6. Nhưng mà tướng tá đồ cũng vừa vặn hợp lý. Được. Dạ. Dạ, em thích con trai có tính kiếm của mình, đừng có phụ thuộc vào người khác. Em muốn người con trai có công việc ổn định, làm có thể gần em, mặc dù ảnh ở Đồng Nai có thể là hơi xa một xíu, nhưng mà chịu khó chạy lên thăm em cũng được. Thì đó, ảnh nói 1 tuần lên 2 lần đó. Dạ, em muốn người con trai biết tôn trọng cha mẹ hai bên và tôn trọng người khác nữa. Còn những cái điểm xấu như là hút thuốc thì em không thích, nhưng mà em vẫn có thể chấp nhận được. Cô cũng rất là dễ chịu đó. Sau này em tỉnh sẽ lập nghiệp, sinh sống là lập nghiệp ở đâu? Nơi nào mà phù hợp với công việc của hai người thì nên nơi đó sẽ lập nghiệp ạ. Cái đó là cũng một cái ý kiến hay. Mình cũng không cần quá cứng nhắc là tôi phải ở thành phố, tôi phải ở quê, tôi phải ở đâu. Tại các bạn còn trẻ, mình còn sanh con đẻ cái nữa. Nơi nào kiếm tiền được thì mình ở thôi. Dạ. Thế em có ngại lấy chồng phải đi theo chồng không? Dạ không chị. Còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Ưa nhìn, không có chăm chỗ và tóc vàng quá nhiều, phải biết kính trên nhường dưới, tôn trọng hai bên. Biết nấu ăn nữa là đó. Thì cô nói cô rất thích nấu ăn, có điều cô nấu không có ngon. Vợ nấu sao ăn vậy nha? Không, chiều cao chỉ trên 1m55 là được rồi. Rồi số đo 3 vòng rồi. Thôi đừng có mập quá, chỉ nấu dễ nhìn. Biết giờ số đo 3 vòng của phụ nữ như thế nào là lý tưởng không? Em biết. Ông hiền quá ông ơi, ông đi coi mấy chương trình thi hoa hậu người ta đọc 90, 60, 90 rồi đó. Phải hoa hậu khác chị ơi. Bạn gái thì mình kiếm vợ như thế nào là đẹp? Chị dễ nhìn ra ngoài, người ta nhìn thấy dễ thương là được rồi. Chứ còn mà đẹp quá, đừng xấu quá, khó coi. Coi vậy chứ dễ mà khó, khó mà dễ rồi nha. Đâu chị coi coi. Rồi tìm đi, có ảnh ở chậm á. Em đây, hai tấm hình này cũng có cổ ở chổng luôn đó, tìm đi. Mình có thể cho nhau một cái gợi ý đi. Em có thể nói cho anh nghe một cái gợi ý để anh tìm ra em coi nè. Dạ, tóc em dài màu đen. Tóc dài màu đen, tóc ai cũng dài hết nghe cưng. Rồi bên đây, cho cổ cái gợi ý cô kiếm em nè. Đừng nói có hai mắt. Mắt một mí. Mắt một mí, như hai anh một mí luôn phải không? Dạ, em nhìn vô là em thấy em biết rồi chị. Đâu? Bên này. Tại sao em đón anh đó? Thứ nhất là nhìn vào độ tuổi, cảm giác, với lại nhìn hai bức hình em đón. Hay quá. Còn em, rồi bên đây là cô nào? Đây. Hay dữ ta. Rồi bây giờ các bạn hãy cầm tấm hình của mình đi nha. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra và chúng ta kiểm tra xem chúng ta đã đoán đúng cái người ngồi bên cái cửa trái tim bên kia hay không. Xin mời các bạn. Hay à, cặp đôi này rất là nhanh chóng nha. Dạ. Chào em. Hay quá ha, chúc mừng ha. Sao mà nhìn tấm hình mà đoán được liền, hai bạn đó hay quá vậy. Vậy là có duyên rồi đó.
Dạ cũng có, coi như là có duyên. Có duyên rồi, có tặng quà nhau không? Dạ có, để em có chuẩn bị một món quà tặng anh. Có quà. Dạ, em cảm ơn. Em tặng cho anh đây là móc khóa. Đây là móc khóa cặp. Em tặng cho anh cả hai luôn. Đỡ, ví dụ như sau này mà chúng ta thành một đôi á, thì anh tặng lại cho em một con. Còn nếu mà chúng ta không có duyên thì coi như đây là quà em tặng cho anh và người yêu tương lai của anh. Trời ơi. Cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn. Thấy món quà người ta có ý nghĩa không? Em có cảm nhận như thế nào về món quà của cổ? Được cặp, rồi đi đâu nó là thấy nhớ nhau. Em cảm thấy món quà là như thế nào? Rất ý nghĩa chị. Còn em, lý do tại sao tặng bó hoa này cho cổ có ý nghĩa gì không? Bí hoa màu tím. Màu hồng là tượng trưng cho cái tình yêu. Màu tím đâu? Màu hồng lộn. Ờ đó coi cái màu này, ông bị mù màu cái hoa vậy mà ông nói màu tím tôi hết hồn, tôi lật ra coi màu tím đâu. Màu hồng. Tới giờ tặng hoa cho nhiều người chưa? Dạ chưa. Ít khi em tặng hoa người khác, gái nó không có dịp, nó trúng được dịp mà ngày lỡ này này nọ là nó không đúng tới cái lật hoa. Sinh nhật thì nói được cũng có, còn lâu lắm rồi. Từ khi mà 4 năm nay là không có tặng ai. Coi như em cũng may mắn lắm mới nhận được bó hoa của ảnh đó. Dạ. Kéo cái cánh cửa này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn khi nhìn thấy nhau là gì? Em gái. Em không biết tính cách như thế nào tại vì chưa gặp, nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài thì em cảm thấy anh rất là chững chạc và trưởng thành. Còn em? Cô hai rất dễ thương. Cười hiếp cô mắt luôn ha. Nhưng mà phải tự tin lên nha. Đầu tiên là người ta thấy ấn tượng tốt về mình á, nhưng khi tiếp cận mình nhát quá là người ta lại chán đó nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt và trang trí rất là bắt mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm. Đây là món bánh bao xá xíu nướng nè, món hủ ki tôm hấp dầu hào và bánh bột củ cải chiên trứng. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Dạ. Rồi một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Em nghe. Dạ anh biết ngã tư ga không? Nghe quen, chưa đi. Thế nếu mà anh gặp em thì anh sẽ được đi ngã tư ga. Có thể chút nữa anh đi luôn. Chút nữa. Hoặc là đi ra đường đó thì anh cũng về đường Đồng Nai. Về được. Anh đi qua quận 12 về Đồng Nai ạ? Còn cầu vượt Linh Xuân á. Dạ em không biết ở đó. Tại vì em ít đi chơi lắm. Em chỉ ở đâu thì em biết ở đó thôi. Thì chút mà dẫn anh đi thì anh biết à. Đi sao được. Em thấy tuổi của anh 89 giờ cũng hơi lớn rồi, nhưng mà vẫn đâu có lớn tuổi lắm. Là đối với con trai thì đã là 40 tuổi vẫn cưới vợ được mà. Dạ, đúng rồi, nhưng mà ba mẹ thì cũng lớn rồi mà cũng muốn cho con cái nó xong hết rồi. À, em làm á thì em làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật em nghỉ. Nhật anh được nghỉ mà. Dạ, nếu mà gặp nhau, nếu mà có duyên quen nhau thì có thể hẹn vào nhau vào thứ chủ nhật được. Lúc có thể thì thứ bảy lên sớm. Chiều thứ bảy lên sớm thì chủ nhật mình khỏi phải lên chờ đợi nữa. Tại sao lại lên chờ đợi ạ? À, đi được xa, cứ đó vừa chỉ lên tới đây là 8-9 giờ rồi. 9 giờ, không phải tới đi chơi đâu đó nữa. Dạ. Còn nếu mà em thích thì chủ nhật lên thì phải sáng đi sớm. Cái đó thì sau này mình quen nhau thì mình sẽ bàn tiếp chuyện đi chơi ha. Sao ngon không? Rất là ngon. Rất là ngon luôn hả? Dạ. Rồi rất là ngon, mình cứ thưởng thức ha. Nãy giờ bạn này có chủ động không? Dạ em cảm thấy em chủ động nhiều hơn. Trời ơi. Giờ biết cô thích hẹn hò như thế nào không? Bây giờ giả tỷ bấm nút nè. Bây giờ hẹn hò đầu tiên là hẹn hò như thế nào, ở đâu? Em là thích đi xem phim hay là đi du lịch nào đó không? Tất nhiên là thích đi xem phim với người yêu rồi. Ai người con gái nào cũng vậy hết. Đây là những câu hỏi của chương trình. Mời các bạn hãy bóc một lá bài và đọc lên yêu cầu trong này để mình thực hiện trong nó nha. Dạ. Rồi mời em. Bạn hôn người yêu lần đầu năm bao nhiêu tuổi? Cảm giác lúc đó và kinh nghiệm hôn của bạn là gì? Hôn người yêu lần đầu thì em quen người yêu của em năm lớp 11, nhưng mà mãi đến lớp 12 mới hôn. Tại vì lúc đó tình yêu nó còn ngây thơ trong sáng, kiểu như không biết gì hết chị. Cho nên là lúc hôn thì cảm giác đầu tiên hôn là hơi bất ngờ một chút xíu, cũng hơi ngại.
mà em cũng kinh nghiệm hôn thì tụi em chỉ có hôn bình thường thôi, không có hôn sâu hay là có kinh nghiệm gì hết chứ. Cổ thiệt tình vậy, thấy người ta miêu tả chi tiết dễ sợ không? Rồi bây giờ có nhớ được cái cảm giác của nụ hôn đó nữa không? Dạ, cảm giác thì nó rất là bất ngờ, với lại cảm thấy rất là ngại ngùng. Hôn rất là nhanh rồi đi luôn. Ai là người chủ động? Là người yêu của em. À, người yêu của em chủ động. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Bạn chú ý tới phần nào trên cơ thể phụ nữ? Gặp nhỏ đã nhát rồi, hỏi nhỏ ngay câu quan nghiệt ghê vậy. Hoặc người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt. Rồi, em chú ý phần nào của người phụ nữ ngay lần đầu tiên gặp mặt? Gương mặt. Lý do tại sao chú ý đến gương mặt? Thường người ta phải chú ý đến cái body. Chú ý đến cái body. Không, ánh mắt là cái cửa sổ tâm hồn. Người ta nhìn vào thấy người ta yêu từ một ánh mắt, một cái nụ cười. Rồi bây giờ em nhìn cô này thì ánh mắt và nụ cười như thế nào? Rất chi là xinh. Rất chi là xinh, rất chi là hợp lý, rất chi là xinh. Chính vì vậy tôi bonus thêm một tấm nữa. Cô hỏi hóc búa rồi đó. Gì đâu hóc búa. Bạn nghĩ đêm tân hôn gì vậy? Bạn nghĩ đêm tân hôn quan trọng không? Ai sẽ là người chủ động theo bạn? Suy nghĩ dữ vậy? Đêm tân hôn là phải quan trọng rồi. Ừ, vậy có đâu suy nghĩ dữ vậy? Ai là người sẽ chủ động? Quan trọng là quan trọng như thế nào? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Mà nó quan trọng như thế nào đối với em? Cái này cũng hay. Rất chi là hợp lý. Rồi giờ giải thích cho tôi coi, đêm tân hôn làm gì, cầm cái gì coi hoài vậy? Nam chủ động chứ. Nam chủ động chứ, mà mình phải biết làm gì mình mới chủ động được chứ, đúng không? Chị Tường nói đúng không? Dạ. Chị Tường nói hợp lý không? Hợp lý. Rất ư chi là hợp lý. Chắc họ ép hỏi nên nó xỉu quá. Để theo như em gái là đêm tân hôn có quan trọng hay không? Dạ, tất nhiên là quan trọng. Nếu như đêm tân hôn đặt trường hợp người chồng em bị động, không có chủ động thì em phải làm sao? Đi ngủ. Rồi sao nữa? Đi ngủ thôi. Để cho anh tự thức tỉnh chứ phải không? Chừng nào anh chủ động thì chủ động, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em không thích là người chủ động. Dạ. Rồi, tôi nghi cặp đôi này đêm tân hôn ngủ quá. Có món quà gì tặng cho cổ không? Thì em biết hát vô lắm, còn đẹp thơ. Ồ, vậy làm thơ. Sưu tầm rồi, miễn đọc nghe rồi, thuộc được rồi. Mời em. Đường đến trái tim em như một hàm số, cuốn vòng vèo như đồ thị hàm sinh. Anh lượn theo tọa độ của trái tim, mở khổ nghiệm có tình em trong đó. Diệm mi mịn màng nghiêng một gấp âm pha, tóc em dài như định lý bua nha, môi em đường tròn hàm số cốt. Em ơi đừng nói anh là đồ ngốc. Sinh nhật em, anh tặng trái cầu xoay và đêm Noel hình chất cục trên tay. Anh dâng cho em cả trái tim phổ thức. Mãi mãi em ơi, phương trình mẫu mực. Em là nghiệm duy nhất của đời anh. Trời ơi là trời. Thơ tỏ tình cầu hôn thì 1 tỷ bài thơ. Ông chọn chi bài thơ có toán học rồi vô nghe nó rối. Tôi ghét môn toán muốn chết. Tôi học dốt mà tôi nghe bài thơ của ông tôi mệt ghê luôn. Bởi vì dân cơ khí chán ghê luôn. Cô khang quá, không có cảm xúc, không có tình cảm gì chưa vậy. Lãng mạn xíu của ông. Cố gắng quan tâm đến cổ nhiều chút xíu nha. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường đã dành cho hai bạn rất nhiều cơ hội. Bây giờ sau 3 tiếng đếm của dì Tường, nếu hai bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Hỏi đủ cô bấm nút rồi sao? Hơi tiếc. Nhưng bây giờ vui đi vì cô bấm rồi. Cười tươi lên. Nắm tay nhau đi nè. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Giờ sao ai chủ động? Em. Còn làm đi, còn chờ gì nữa? Không. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nói chứ dạ, cặp đôi này dễ thương lắm. Cố gắng nha, ảnh có nhát quá thì em cũng khơi khơi cho ảnh chút xíu. Thật vui cho ảnh nha. Dạ. Đây. Hẹn hò để coi cách anh nói chuyện như thế nào á. Dạ, anh giới thiệu giúp em họ tên tuổi quê quán của mình. Em thì họ tên là Nguyễn Đức Trọng. Em sinh năm 1987. Quê quán của em là Thái Nguyên. Hiện tại thì em đang ở quận 7. Rồi anh ở quận 7 lâu chưa? Dạ em mới ở được mấy tháng chị ạ. Trước kia thì em sinh sống tại Tân Bình. Trước này em có làm bên công ty cổ phần bên đó thì, nhưng mà sau
Em mới nghỉ việc được mấy tháng nay và em chuyển qua quận 7. Nhưng mà anh làm nghề gì? Trước kia thì em làm ở công ty cổ phần Trầm Hương sinh học TNT ở Tân Bình, nhưng mà vì nhiều lý do nên là em cũng mới nghỉ việc. Em thì trước kia là em sinh sống ở Thái Nguyên, em mới vào Sài Gòn được 3 năm. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì anh đang làm nghề gì mới được? À, hiện tại bây giờ thì em đang là trợ lý và giúp việc cho tổng giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu. Trợ lý tổng giám đốc Đã. ha. Rồi, anh giới thiệu giúp em về điểm mạnh và yếu của mình nha. Điểm mạnh yếu thì điểm mạnh thì em thì cũng điểm mạnh thì em thực ra thì trong cuộc sống thì em thì cũng là một người người cũng cũng bình thường giản dị, và trong cuộc sống thì cũng luôn là biết làm để phấn đấu cố gắng để kinh tế rồi tất cả các thứ để cuộc sống được vững vững hơn. Trong cuộc sống thì em đã từng ly hôn, em đã từng có vợ có gia đình và em đã ly hôn, và em ly hôn được Khoan 5 năm. khoan chưa, tại vì đang là mình đang hỏi về tính cách của anh á, À, về cái tính tình cách cờ thì thì em là một con người cũng hòa đồng với mọi người, vui vẻ và cũng khá là dễ tính trong cuộc sống. còn điểm yếu mình. À, điểm yếu của em thì em cũng chẳng biết điểm yếu của mình là gì nữa. Ví dụ như là hút thuốc, đánh cờ, đánh bạc nè. À có chị ạ, thì em thì có hút thuốc, nhậu nhẹt thì em cũng rất là hạn chế, rất ít, tại vì em chỉ vui lắm thì em mới nhậu thôi, chứ bình thường thì em cũng không có nhậu nhẹt. Có hút thuốc và uống cà phê, đó là cái thói quen của em. Uống cà phê đâu phải là điểm yếu rồi ta. Rồi, tính cách anh có hay nóng tính hay như thế nào Là em không, em thì tính của em thì điềm đạm, rất là điềm đạm, và ít khi mọi người nghe thấy em nói to tiếng lắm. không? Rồi, vậy thì về tình trường nè, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì em đã từng có gia đình, có vợ, và em đã ly hôn 5 năm ạ. Còn từ khi mà em vào Sài Gòn thì em chưa lúc đó thì em nghĩ là mình cần phải làm và để lo cho kinh tế rồi cái tất cả các thứ, nên lúc đó thì em lao đầu vào em làm không à, chứ em cũng không nghĩ đến chuyện quen ai hay là yêu ai. Ly hôn được 5 năm là anh Dạ có cháu không? dạ em có cháu, hiện tại bây giờ em đang đang có một cháu, nó đang sống với em, thì cháu hiện tại đang sống với ông bà nội ở ngoài quê Thái Nguyên. Ừ, rồi anh kể sơ lại giúp em về cái anh quen vợ anh như thế nào, quen nhau ra sao, lý do tại sao hai người lại chia tay. À, vợ chồng em thì quen nhau thì cũng lâu lắm rồi, cũng là một tình cờ, thì ngày xưa thì cùng nhau đi làm tới Hà Nội và quen nhau, tình cờ quen nhau thôi. À, sau đó thì bọn em kết hôn thì sau ở trước ở quê thì em cũng làm kinh doanh rồi còn mở công ty doanh nghiệp các thứ, nhưng do làm ăn nó bị thất bại ấy, dẫn đến việc phá sản rồi lỗ nhiều quá, thế là bọn em thì cũng cũng có số một khá là một số cái là không bất đồng quan điểm với nhau trong cuộc sống, nên là bọn em quyết định là đi đến chia tay. Là chỉ lý do là tại vì do làm ăn phá sản thôi anh. Dạ đúng rồi chị ạ. Ủa sao tự nhiên lúc lúc mà mình thành công thì ở với nhau được, cái lúc phá sản cái tự nhiên chia tay thì nhau, đứng cùng thì nhau chị qua ạ, sóng gió. thực ra thì con người thì mỗi người có một cái suy nghĩ và mỗi người có một tính khác nhau, không phải ai cũng giống ai. Nhiều khi mình muốn nhưng mà vợ mình nó không muốn, đó cũng là một điều, một cái bất đồng. Rồi, ok. Giờ hiện tại bây giờ anh từ lúc mà anh ly dị tới bây giờ là khoảng được bao nhiêu năm rồi? Em đi dị được 5 năm rồi chị. Ly dị được 5 năm. Trong 5 năm đó anh có quen ai nữa không? Dạ em chưa, 5 năm đó thì lúc đó thì em ly dị vợ xong thì ở quê, thì em cũng làm ở quê một thời gian, thì bắt đầu em vào Sài Gòn. Em bắt đầu vào Sài Gòn từ năm 2021, rồi bắt đầu em vào Sài Gòn.
thì rồi bây giờ lúc đó em tập trung vào công việc, em làm công tập trung vào công việc các thứ ấy. Thật ra là em cũng không nghĩ đến chuyện chuyện quen ai hay là yêu ai. Vừa rồi thì thực ra cũng em mới biết chương trình đấy thôi, và em cũng theo dõi rồi em cũng thấy nó cũng có rất nhiều cái nó khá là mới mẻ, thì em cũng thử mình. Đúng rồi, vậy thì bây giờ anh coi chương trình rồi đó, anh lên bảng hẹn hò đúng không? Anh mong muốn là cái người phụ nữ tiếp theo anh là sẽ làm như thế nào? Ngoại hình đi, cao mét bao nhiêu, anh cao mét bao nhiêu? Em thì cao mét 70, nặng 60 kg. Em thì thực ra em cũng không không có yêu cầu cao về một người bạn đời hay là một người để sau này mình có thể kết duyên, mình sống với nhau. Làm sao mà cứ thể có thể là một người phụ nữ chín chắn, một người phụ nữ trưởng thành và một người phụ nữ biết lo toan, biết quán xuyến gia đình, đến kinh tế gia đình. Đó là điều em mong muốn là người phụ nữ. Và trong cuộc sống thì không phải lúc nào nó cũng hoàn hảo. Có những lúc nó gặp chuyện hay có những lúc nó thế nọ thế kia ấy, thì hãy cùng nhau cố gắng nương tựa nhau để làm sao vượt qua những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống có thể. Em anh biết thì bạn gái của anh cao mét bao nhiêu nè? Em từ 1m55 trở lên là được. 1m55 hả? Dạ. Của ấy ở đâu thì tiện cho anh được nè, ví dụ của ấy ở thành phố Hồ Chí Minh 2 được không? Được, em thì không quan trọng là ở đâu, cứ ở đâu làm ăn kinh tế ok là em không quan niệm là lấy vợ là phải về quê hay là ở bất cứ đâu cả, em không có quan niệm đó. Em thì cứ ở đâu phù hợp với khả năng của mình để là thuận lợi cho công việc của mình thì em ở. Rồi cô ấy là công nhân hay gì được không? Dạ được, ai cũng được hết chị ạ. Rồi cô ấy đã từng kết hôn và có con được không, là single mom? Dạ cũng được chị ạ. Anh dễ tính vậy luôn á hả? Dạ vâng, em thì em cũng khá là dễ tính. Rồi ok, thì đây là chỉ là một bộ anh có tài lẻ gì không, ca hát hay gì được không? Không, em đặc biệt là ca hát thì em không biết ca hát. Rồi ok, thì đây là một buổi casting muốn hẹn hò thôi, thì tụi em kiếm được một người phụ nữ phù hợp với anh thì sẽ gọi điện cho anh sau ha. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Bạn muốn hẹn hò để coi là cách anh nói chuyện như thế nào á. Bây giờ anh giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nhé. Dạ em tên là Hồ Viết Tùng, sinh năm 1992, quê ở Khánh Hòa, Cam Ranh Khánh Hòa. Hiện tại là mình đang mở cái tiệm sửa chữa về điện nước, điện gia dụng, máy lạnh, mở tại nhà. Gia dụng máy... tại Khánh Hòa đó nha, Tùng ha. Dạ alo ạ. Nhưng mà em mở cửa hàng tại Khánh Hòa luôn hả? Dạ đúng rồi. Khánh Hòa là em ở thành phố Nha Trang hay là em ở huyện nào? Dạ ở huyện Cam Lâm ạ. Cam Lâm hả? Dạ. Cam Lâm thuộc Cam Ranh đúng không? Dạ không, Cam Ranh là thuộc thành phố Cam Ranh, còn Lâm là huyện Cam Lâm là một huyện khác nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em mở cái cửa hàng này được lâu chưa, có thợ gì không? Dạ hiện tại thì em làm một mình ạ. Nãy em nói là cửa hàng gì ta? Dạ sửa chữa về điện á chị ạ. Sửa chữa điện dân dụng đúng không? Điện nước, điện tử, điện gia dụng. Có nghĩa là cái quạt nó hư, cái đèn nó hỏng, các thứ là qua em sửa đó đúng không? Dạ đúng rồi, máy lạnh, máy giặt rồi em sửa đó chị ạ. Điện tử, điện lạnh là làm hết. Dạ đúng rồi. Thu nhập mỗi tháng khoảng bao nhiêu em? Dạ thu nhập mỗi tháng thì tầm khoảng cỡ 10 triệu. 10 triệu một tháng. Ok, rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì vậy Tùng? Dạ điểm mạnh thì em thì vui vẻ, hòa đồng, nấu ăn, làm việc nhà. Những cái đồ linh tinh mặt mạch trong nhà là ví dụ như hư hao gì đó là mình tự làm được hết. Còn điểm yếu thì em ít nói với lại thẳng tính. Nói chung là điện nước trong nhà hư hỏng cái gì là làm được hết.
Nhưng mà có phụ được vợ việc nhà không? Có hả chị? Có biết làm việc nhà không? Dạ có, lau nhà quét nhà rồi rửa chén rồi làm được hết. Người ta bây giờ phụ nữ cần là giúp được việc nhà thôi, chứ còn cái điện nước các thứ là có thể kêu thợ ngoài để sửa cũng được. Quan trọng là có nấu ăn để rửa chén được không? Dạ có chứ, mấy vấn đề đó thì làm được hết cho chị ạ. Dạ. Ủa em đang sống với ai vậy ạ? Tùng, Dạ em sống với ba mẹ chị. ba mẹ có anh chị em gì không? Dạ anh chị em thì có gia đình hết rồi. Em là con út hả? Dạ em là con thứ thứ ba, nhà năm anh chị em. Là con thứ ba nhưng mà thứ tư thứ năm là lấy chồng nó vợ hết rồi hả? Dạ hai đứa em có gia đình hết rồi, hai chị cũng có gia đình hết rồi, còn có một mình em. Là hai đứa em rồi hai bà chị em là ở giữa đúng Dạ đúng rồi. không? Ok rồi, vậy vậy thì tình trường của em thì sao nè, bao nhiêu mối tình rồi? Để em thì trải qua tầm 3 đến 4 mối tình, mình đa số là những mối tình là mình toàn mình thương thương người ta mà người ta không thích mình, gọi là đơn phương á chị. Dạ. Trời ơi, từ ba bốn mối tình thì tôi cũng đang hỏi là ủa sao ba bốn mối tình mà sao chưa được cái nào kết hôn, ra là toàn có đơn phương nhỉ, Dạ, toàn là mình thương từ người ta mà người ta không có thương mình được. thương thầm hay là có thổ lộ? Dạ cũng có chưa có nói thẳng nhưng mà sau quen được 1 2 tháng cái người khác tới đối phương cái không nói chuyện với em nữa. Bật đèn xanh nữa, bật đèn xanh nhưng mà được 1 2 tháng cái xong rồi cũng thôi luôn. Dạ do cái điểm yếu em là em cũng ít có nói. Dạ. Ok rồi, thế bây giờ em muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, nói chung là cũng biết lo cho gia đình rồi biết thì phụ nữ mà thì biết nói chung là hiểu được cái vấn đề về gia đình vậy thôi. Em cũng vậy, giờ mình cũng lớn tuổi rồi á. Không Rồi. còn chơi đồ nữa. Ngoại hình thì sao? Tính cách thì sao? Tuổi tác thì sao? Vậy em vào Sài Gòn được không? Nếu như bạn gái đang ở Sài Gòn, em có chấp nhận em di chuyển vào Sài Gòn không? Dạ nếu mà bạn nữ đó ở Sài Gòn thì em vô em tìm hiểu rồi chứ. Mà đi được hả? Vào trong này được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ok rồi, tuổi tác thì sao, lớn hơn em 1 2 tuổi chấp nhận không? Dạ có chứ chị. Lớn 1 2 tuổi Nói vẫn dễ được. thế này mà sao vẫn thích bạn gái ta? Tại vì tính em nó hơi 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 lớn tuổi chút xíu, kiểu mình lo về vấn đề về gia đình nhiều quá nên là mình ít có nói về yêu đương hay gì đó. Em ít nói Ok. được lắm. Rồi, ok, quê quán này có yêu cầu không nè? Hay là ở đâu cũng được nè? Dạ nói chung là em thì bây giờ nếu mà cưới thì em không có thể đi được. Là sao? Tức là em chỉ có ở nơi ở Cam Ranh Khánh Hòa, Cam Lâm Khánh Hòa thôi chị. Tức là đi tìm hiểu thì được, chứ còn mà để cưới ai là gì, em không đi được. Tức là bạn đó sẽ phải về về ngoài đó với em đúng không? Dạ đúng rồi chị. Tại vì em đã lập nghiệp, đã mở cửa tiệm, cửa hàng ở ở tại đây rồi nên em không có đi được. Rồi ok, chị hiểu rồi. Nên là em sẽ lập nghiệp ở đó, còn ai chấp nhận tìm hiểu em là cũng phải về đó với em luôn. Dạ đúng rồi chị. Ok, rồi. Cảm ơn em nhiều ha. Dạ. Rồi, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, nên là có gì thì mình sẽ liên hệ nếu như mà có người phù hợp, có lịch ghi hình phù hợp nha. Dạ.
Ok, cảm ơn em. Mình tên Viên đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu đôi nét về bản thân đi ạ, họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán ạ. Bản thân thì chờ vợ chết nay 10 năm rồi em. Dạ, họ tên, tuổi, rồi hiện tại mình đang ở đâu trước đi anh ơi? Tên tuổi thì Nguyễn Hoàng Viên, quê sinh 1962, quê ở Đức Hòa, Long An. Rồi, mình là đang sống ở Đức Hòa luôn hả anh hả? Sống ở Đức Hòa, Long An. Rồi, mình đang sống với ai anh ha? Sinh 1962. Anh đang sống cùng với ai ạ? Sống một mình. Không con cái gì luôn hả anh? Có một đứa con mà anh gả về ở Đức Huệ 2 năm rồi. Là con gái đi lấy chồng rồi. À, gái lấy chồng rồi, một đứa gái. Dạ. Là còn vợ anh thì mất 10 năm rồi. Mất 10 năm, mất 2013. Dạ. Hiện tại thì anh đang làm công việc gì ở Long An ạ? Hiện tại thì ở nhà thì chạy xe ráp, chạy xe bốn bốn chỗ, chạy ráp với đi nhạc lễ. Chạy ráp và đi nhạc lễ là chạy ráp là xe của anh hay là anh chạy chở cho người ta anh ha? Xe nhà Là anh có xe hơi đúng không? Để anh đi chạy ráp đúng không? đúng rồi, ai kêu đâu mình chạy đó. Chạy xe dịch vụ đấy đúng không? Rồi thường ngày thì mình đi nhạc lễ, nhạc đám tang đó. Có đi nhạc lễ nữa. Đi nhạc lễ đám tang rồi ở nhà ai kêu chơi xe mình chạy xe ráp đi bệnh viện hay là tất cả đi ở đâu đi chơi rồi này kia mình chạy. Là về trước là về cái khoản kinh tế hoàn cảnh là của anh ổn đúng không? Ok đúng không? Ok thì có nhà thì cũng có ruộng có nhà. Là bây giờ có ruộng có nhà rồi nên là bây giờ là vợ thì mất 10 năm con gái đi lấy chồng rồi nên là có một mình nên tình bạn tri kỷ đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi thì anh muốn tìm người bạn như thế nào ạ? Nói chung giờ mình không có lựa chọn được rồi em ơi, giờ cho nên người nào mà thật tình với mình là coi như là sống ok rồi về về sống để tuổi già có bệnh có đau đau này kia nọ có vợ con rồi nó lo phụ chứ nửa đêm nửa hôm thì cũng vất vả lắm. Dạ. Rồi con gái anh có ủng hộ cho anh đi tham gia chương trình không? Không nó ở trên Đức Huệ, huyện Đức Huệ thì nó cũng tỉnh Long An mà cái huyện Đức Huệ nó xa lắm anh không có Nhưng báo mà nó. ý là bạn con gái có biết anh đi tìm người khác và bạn ấy có đồng ý với anh việc anh đi có tìm một người khác không ấy? anh có nói nó rồi, nó nói thì nó cũng ok, nó nói thì ba tìm mẹ đi về sống với ba chứ giờ con lấy chồng rồi ở xa xuôi làm sao mà bệnh hoạn lo cho ba được, nó cũng ok đâu có gì đâu. Dạ. Rồi, anh Viên là có tài lẻ, có năng khiếu gì đặc biệt trong anh hát hò gì không? Rồi anh đi đợi thì anh đi đợi nhạc lễ anh Ờ, đúng vậy rồi. Dạ. Anh hát anh cho biết bọn là em nghe đoạn thử xem nào. hả hát cái gì Hát một đoạn tặng chương trình xem. trời ơi, giờ hát có một mình hát không có đàn nó gì sao hát được em. Anh lên chương trình anh cũng hát chay mà anh đâu có đàn đâu. Anh muốn bài gì em muốn bài gì thì anh hát bài đó anh thuộc hết là bên cổ bên nhạc anh thuộc hết bị anh đi nhạc lễ anh rành nhiều đó lắm đàn ca tài Dạ tử luôn mà. rồi anh cứ hát tặng bọn em một bài đi chứ bọn em miền Bắc thì em cũng không biết là miền Tây là sở trường nhạc gì luôn á anh. Thôi bây giờ vậy đi tới chừng nào lên chương trình đi anh hát chứ giờ em phỏng vấn đi anh tâm sự với em chứ giờ ca hát mà không có đàn rồi cái nó không có hay mà. Dạ rồi, ok anh Huy Anh ha, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có thể chương trình sẽ liên hệ với anh nha. Rồi rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ.